Xin mời quý bà con cùng chúng tôi xem dòng máy sắt gạo gia đình mini mới, dòng nguyên khối rất là nhỏ gọn, đẹp và dễ sử dụng. Đầu tiên chúng ta mở CB lên, sau đó đồng hồ ampe sẽ hiển thị. Khi máy chạy chúng ta mở nắp ra cho lúa xuống. Với dòng máy sắt gạo đơn mini này rất là dễ sử dụng, bóc từ lúa ra thành gạo ăn luôn. Khi chúng ta mở ra thì việc chỉnh bằng núm vặn để sắt trắng gạo cực kỳ dễ sử dụng. Khi gạo ra thì chúng bắt đầu xuống thì khoảng chừng nửa ký đầu thì sẽ có vương lúa còn sót lại ở bên trong, do là nó chưa đầy cái bồn sắt trắng. Sau khi chúng ta chỉnh ra gạo đạt tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ đổ cái sắt đầu tiên lên, sau đó thì gạo trắng sẽ ra. Viên gạo ra rất đều và đẹp, ít vỡ, với năng suất 100-200 kg/giờ, rất phù hợp với các hộ gia đình sử dụng sắt gạo ăn. Sử dụng điện một pha 220V, rất là tiết kiệm điện năng. Khi chấu bóc ra thì sẽ được nghiền thành dạng nhỏ, đi chung với cám ra có thể trộn làm thức ăn cho gia súc gia cầm, cho bà con ăn luôn, rất là tiện lợi. Máy nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. Đây là dòng mẫu máy mới, bóc gạo ra rất đẹp, ít vỡ, là một trong những dòng máy tốt nhất trên thị trường hiện nay vào năm 2024. Bà con có thể sử dụng máy một cách dễ dàng, không có gì khó cả. Thao tác cực kỳ đơn giản, ra được thành phẩm gạo tỷ lệ đạt từ 64-72%, tiết kiệm hao mòn gạo rất cao. Sau khi máy hoạt động bóc hết gạo xong thì chúng ta sẽ đóng nắp vào và tắt động cơ đi. Và con có thể nhìn thấy thành phẩm thực tế của máy sắt gạo đơn. Hạt gạo ra trắng bóng và rất đẹp, rất ít vỡ, hạt gạo rất đều. Với năng suất 100-200 kg thì thực sự là một sản phẩm rất là phù hợp cho tất cả các hộ gia đình. Bà con có thể nhìn chi tiết, máy rất dễ sử dụng. Gạo ra là cực kỳ đẹp. Nếu quý bà con có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy sắt gạo thì hãy liên hệ với chúng tôi. Số điện thoại bên dưới video sẽ được kỹ thuật viên tư vấn để lựa chọn những sản phẩm về dòng xay sắt gạo phù hợp nhất cho quý bà con. Bây giờ chúng tôi hướng dẫn bà con cách tháo ốc để xem cái sàng sắt gạo của dòng máy sắt gạo mini gia đình. Chúng ta chỉ việc tháo hai ốc ở hai bên ra, sau đó là cầm trục kéo thẳng ra. Vâng, đây là guồng dao sắt của máy sắt gạo mini. Bên ngoài là núm điều chỉnh sắt trắng gạo. Việc xoáy vào vặn ra. Còn chúng ta tháo hai con ốc này ra là có thể tháo được cái bộ dao của sắt gạo. Dao sắt gạo thì được làm bằng inox 374, chu nhiệt cao tần. Và nõi của máy sắt gạo cũng làm bằng thép đặc chu cao tần, rất là bền. Tuổi thọ hoạt động của trục khoảng 9.000 giờ và tuổi thọ của dao sắt là khoảng 2-3.000 giờ. Chúng ta nắp vào chỉ việc đút thẳng vào. Nắp sao cho nó cân khớp vào đó. Tiếp theo là gắn hai con ốc hai bên. Tiếp theo chúng tôi sẽ nắp cái phễu để cho nguyên liệu vào để sắt trắng. Phễu thì đặt lên trên và có ba con ốc, bà con chỉ việc siết chặt vào là có thể sử dụng được. Thao tác nắp lắp rất là đơn giản. Dòng máy sắt gạo mini gia đình 6N40D này còn được trang bị thêm một automat bảo vệ motor, cũng như dòng quá tải hay chập cháy thì motor sẽ nhảy. Rồi đồng thời có thêm một cái đồng hồ đo ampe an toàn cho máy. Máy rất là nhỏ gọn, tiện dụng, dễ dùng cho bà con. Sau đây chúng tôi sẽ test máy thực tế, mời bà con cùng xem.